Chào các bạn trên kênh nhà Việt TV. Rất vui hôm nay chúng ta lại gặp nhau và để tiếp tục review các cái hạng mục ở công trình chùa Đại Lộ ở Lịch Sử Thường Tín Hà Nội. Thì hôm trước, clip trước ấy là tôi đã review cho các bạn và các cái phần ở phía trong của nhà Tam Bảo. Thế nhưng mà tôi mới review phía dưới thôi, thế còn về kiến trúc ở phía trên thì chưa chi tiết được. Thì hôm nay sẽ tiếp tục tôi review cho các bạn. Thì cái vùng mà tôi đang đứng ấy là đây là ở gian giữa luôn này. Đấy, ở các clip trước thì các bạn biết là cái tòa nhà này nó là tòa nhà có 5 gian và 2 dĩ. Thế thì về cái kiến trúc ấy là các bạn nhìn này. Cái vùng tôi đang view cho các bạn đây là cái vùng này, vùng thượng lương nha. Vùng thượng lương ấy, tôi đứng giữa nhà luôn. Đó. Rất cao. Tôi nghĩ là từ dưới nền mà lên đến vùng thượng lương này có khi phải đến 7-8 mét đấy, cao lắm. Đó. Vì cái căn nhà này to mà. Thế thì các bạn nhìn nhá, cái vùng thượng lương ấy là ở hai bên vùng, hai bên hông ấy, bên tả bên hữu ấy, thì cái vùng thượng lương này đều không có chữ đây này. Thế nhưng mà ở cái vùng gian giữa này, cái tôi đang đứng ở chính gian giữa luôn này, là có chữ này. Đó. À, các bạn nhìn thấy không? Chỉ mỗi ở vùng gian giữa thôi. Thế còn sang các cái gian bên là không có nha. Bên tả bên hữu ấy, đều không có luôn. Đó. Đây là một này. Bên thứ hai các bạn nhìn luôn ở đây. Vùng rui ấy, thì các bạn thấy là ngay hai bên của cái thanh thượng lương ấy, tới cái sò hoành đầu tiên này. Đây này, vùng này. Đấy. Thì là rui trồng đúng không? Đấy các bạn nhìn đấy. Các bạn toàn nhìn thấy ván gỗ, không nhìn thấy cái ngói đúng không? Nhưng bắt đầu sang bên này này. Đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy cái ngói màn nào? Đó. Thì cái này rui đơn này. Bởi vì là ở cái vùng này này, là phía trên là có đắp hoa văn nhiều thì cái vùng này ít thay đổi này. Đó. Với lại gánh lực nhiều này. Thế đâm ra là ở đây sư thầy là thầy dùng cái vùng này là cái vùng làm rui trồng. Đó. Thế còn ở các cái vùng bên này với bên này chạy xuống thì là rui đơn thôi. Đấy, cái vùng trên mái nó thế. Thì bắt đầu nha, đến cái vùng này. Đây là cái vùng vì hồi. Tôi zoom lại cho bạn dễ nhìn. Đấy, vùng vì hồi này. Đây là cái vùng này là vùng mái chéo nha các bạn. Cái nhà này là nó có 4 mái. 4 mái. Thì các bạn nhìn này, đây là vì hồi. Đây. Đó, bạn có hình dung ra không? Cái chỗ này là hơi nhiều cái vì. Đây nó cao quá nên ra cái không gian này các bạn nhìn hình dung nó khó đúng không? Đây nhá, tôi giải thích lại, chỗ này là một cái mái chéo này. Lên đây tiếp một cái vì là cái vì này này. Đấy, tôi chỉ để ý riêng, các bạn để ý riêng cái vì này thôi nhá. Cái vì này nó ở ngoài cùng mà phía trên của cái vùng mái chéo đấy. Đấy, xong tiếp. Đó. Thì hai cái vì này là nó khá liền nhau bởi vì cái vùng mái chéo này nó đã hạ chiều cao xuống rồi. Đúng không? Đó. Thế còn cái vì này là cái vì ở gian giữa này. Đấy thì các bạn có thể phân biệt ở bên này là hai cái vì kia là cái câu đầu ấy là không có khắc chữ. Thế ở bên này này có khắc chữ này. Đó. Thực ra để bạn phân biệt thôi. Thế còn cái vùng này chính là cái vùng mái của gian giữa nhá. Đó. Thì các cái kiến trúc ở đây thì đều là kiến trúc là trồng giường hết. Trồng giường hết.
Bởi vì lý do là cái khoảng cách giữa hai cái cột cái này, hai hàng cột cái này là rất chi là xa. Và mái là mái lớn, đâm ra là bắt buộc phải dùng chồng giường cho khỏe. Không kẻ một chút nào nhá, chồng giường hết đấy. Và trên các con giường thì đều có đục chạm hoa văn. Đó. Thế còn tiếp tục này. Bây giờ đến cái vùng mà dưới cái mái chéo nhá. Đây cái vùng này. Đó. Thì những cái vùng nào là bích kín thì đều được đục hoa văn hết và bằng gỗ. Các bạn thông cảm là cái ánh sáng ở trong này hơi yếu. Thật ra các bạn cố gắng nhá. Thông cảm, dùng đèn phụ rồi nhưng mà vẫn không lên được. Đó, ok. Đục hoa lá thôi. Cái khu này thì tôi nghĩ là đục các biểu tượng của bên đạo Phật. Đó, ok. Còn vùng dưới này thì là các cái con tiện để lấy sáng và thông khí. Đó, thế thì các bạn hình dung là cái kiến trúc của cái nhà này thì là kiến trúc kẻ hết đấy, bởi vì là diện tích lớn và cao, ra kiến trúc kẻ thì sẽ đảm bảo tính chắc khỏe và không giảm cột nha, cột cái cột quân đều đủ cả và câu đầu rất chi là to và dài. Đó, đấy là cái vùng phía trên mái. Thế còn cái vùng phía đằng sau này, này, sau cái vùng mà các cái hoành phi câu đối này, thì là tôi sẽ tách ra thành một cái khác nhá, clip khác, bởi vì lý do là nó ăn vào với cái vùng sau rồi, vùng thu của Tam Bảo rồi, thì cái kết cấu lại hơi khác, thì tôi xin phép tôi tách ra. Ok. Thế còn là, đây, tôi review cho các bạn các cái hạng mục điêu khắc ở phía trong. Thì cái vùng này là cái vùng tôi đứng là ở cái vùng gian bên tạ các bạn nhé. Đó. Thì ở đây thì có mỗi rất nhiều ban và mỗi ban thì có một cái vai trò riêng. Các bạn nào dành đạo Phật thì các bạn có thể chú thích vào. Thì ở đây là Ban Bồ Tát, Đức Quan Âm Bồ Tát, một cái bàn thờ nhỏ ở một cái vùng dĩ. Đây là Ban Hộ Pháp, một bức tượng rất to. Tôi nghĩ bức tượng này phải cao khi đến 3 mét ấy. To lắm. Tiếp đây là Ban Đức Ông này. Ban Đức Ông thì các bạn nhìn này, phía trên một bức hoành phi này, xong phía dưới là cửa võng này. Xong hai bên thì là hai câu đối. Dưới cái bức hoành phi mà có mấy chữ ấy, thì ở các cái vùng mà bích kín đục này thì ở đây có đục bên trái, bên này, bên trái theo cái hướng tôi đứng ấy, thì đục cái gì đây, trúc, ở giữa thì là cái cuốn thư chặt gấm với lại tôi nghĩ đây là hoa phù dung. Bên này thì là cốc. Rồi, còn phía dưới đây là cái bộ cổ võng này. Bộ cổ võng đục rất đẹp nha. Đục thông phong rất đẹp. Để xem gì nào. Đấy, các bạn có hình dung ra đục gì không?
Tôi lấy hết một lượt xem các bạn thử dự đoán xem là gì. Tôi nghĩ là cái hoa văn chủ yếu là cúc và chim. Đục khá trung tính. Thế còn phía dưới này là bàn thờ Osa này. Điều khắc rất đẹp. Tiếp nha. Đến đây là ban Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Thì phía trước cũng là một chiếc bàn thờ nhỏ này. Đây, tượng đây. Và phía này cũng là một cái hoành phi câu đối. Rồi phía dưới là cửa võng được dát vàng, rất đẹp. Cái gian này là nó sát gian giữa các bạn nhá, ở bên tả đấy. Đó, đây là cái vùng gian giữa này. Thì tôi chuyển sang đứng chính giữa thì các bạn nhìn cho nó thẳng, nhìn dễ. Thì các bạn cứ để ý ở bên phía ngoài cùng đấy nhá. Còn các cái phần phía sau tôi sẽ tách clip sau đi, nó dài quá. Đấy, các bạn thấy không, con cháu rất đẹp. Đây, phía trên cùng là một cuốn thư này. Đây, phần này này. Đó, cuốn thư có 4 chữ. Bạn nào dành thì các bạn chú thích nha. Đây, phía dưới thì là bộ cổ võng. Các bạn có biết cái bộ cổ võng này đục gì không? Đây là cửu long. Các bạn sẽ đếm sẽ thấy có 9 con rồng này, một cửu long, hai bên là hai câu đối này. Đây, bàn thờ Osa này cực kỳ đẹp, trang trọng. Rồi, ok, tiếp đến chuyển sang bên hữu này. Đây là ban Phổ Hiền Vương Bồ Tát. Thì các bạn thấy là ở phía trên này cũng là một bức hoành phi này. Thế xong bắt đầu vùng này là vùng cửa võng này. Đây, tôi quay chậm cửa võng để các bạn xem là đây là đục gì nhá. Vùng cửa võng ấy, đây là vùng này. Nào, các bạn đã đoán ra được chưa? Đây đục tứ linh các bạn. Đó. Và được dát vàng rất đẹp. Rất trang trọng. Đây là một cái bàn thờ nhỏ phía trước này. Đó, tiếp tục chúng ta chuyển sang này. Đây là ban Đức Thánh Hiền. Đây các bạn nhìn này. Ở lăm ban này thì ăn vào lăm gian. Và về bố cục thì phía trên thì đều có cửa võng. Trên nữa thì là hoành phi và cuốn thư. Xong dưới bắt đầu cửa võng. Rồi có các tượng của các ngài. Và đều có bàn thờ riêng.
Thế còn sang cái vùng này thì cái vùng này ăn vào đây là vùng dĩ các bạn nhé, vùng dĩ bên hữu đấy. Đây thì đây là cũng là ban hộ pháp đấy. Cũng là có một cái tượng rất to, cao tương đương với lại bên tả. Và đây là ban cuối cùng ở vùng dĩ, thì là ban tứ ân đó. Thì bây giờ tôi quay cho các bạn nhìn, các bạn hình dung hết một lượt nha. Tôi đứng đây, bên này tôi đứng đây là ở cái bên hữu nha. Đấy, bắt đầu này để các bạn hình dung cái không gian ấy mà. Bởi vì cái trong cái khu tam bảo này nhiều hạng mục quá. Đấy. Thế xong các bạn nhìn, kia là cửa bức bàn ở bên tả này. Đây cửa bức bàn ở gian chính này, gian giữa đấy, và cửa bức bàn bên hữu này. Đây phù điêu này, bên hữu này. Và đây là ban tứ ân, đúng không? Đấy, các bạn hình dung ra rồi đúng không ạ? Đó. Thế chốt lại là ở cái căn nhà này về kiến trúc là rất cầu kỳ và hoành tráng, chuẩn kiến trúc nhà kẻ chuồn luôn. Đây là một. Với thứ hai nữa là có rất nhiều ban thờ các Phật, rồi khi vào chùa này thì thực sự tôi ấn tượng về kiến trúc chung cũng như là các kiến trúc chi tiết. Nếu các bạn có điều kiện thì các bạn có thể tới thắp hương vãn cảnh và tham quan. Thì tôi xin phép là ngừng clip ở đây và sẽ tiếp tục quay cho các bạn các hạng mục khác ở clip tới. Nếu các bạn thấy clip hay và ý nghĩa thì hãy chia sẻ, hãy sub kênh, like kênh. Nếu các bạn có gì cần trao đổi thì các bạn cứ comment xuống phía dưới nhé, để chúng ta giao lưu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.